quả chuối. Ok. Achì. Con đi đâu đây? Xe gì thế con? Tiếng gì đấy? À, cảnh sát đi đâu thế con? Wow. Ôi, con đừng vút lên mặt. Tát không lên này. Ừ, cứu thương đấy, không phải cảnh xe cảnh sát đâu. Con không được vút tay lên mặt nữa chưa? Ở đây không? Không á. Thế sao chơi cái gì? Sao lại chơi xúc cát đi? Hả? Sao chui vào đây nào mẹ chờ nào. Sao đâu nhỉ? Sao đâu rồi? Ý. Hello. Sao trượt xuống đi. À, bóng tối thế. Không phải sợ. Ừ. Không có gì phải sợ hết, sao trượt xuống đi. Giỏi. À. Cát đấy, kệ nó con. Con trượt tiếp đi. Cao thế. Wow, lái xe luôn. Bip 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 bip. Wow, Xuân lái xe đi đâu đấy? Thế á? Bip. Tiếng chim hót con ạ. À, chị pháp bíp, chíp, chíp, chíp. Cái gì đấy? Xin chào bố Kiên. Xuân chơi ô tô. Chồng ơi, em mới chuyển à. Em mới chuyển chế độ camera sang cái chế độ này, nó nét như máy ảnh luôn ấy. Nét lắm luôn ấy. Chồng ạ. À, chuyển sang.
chuối có xuống đâu. Con ra khỏi mẹ con quả chuối đâu rồi? Mẹ không biết. Cho tìm xem. Ồ, nhìn cái trái đi chạy đó chứ. Ôi chim, ông ra chơi cái trái. Cái trái đi đâu lại chơi đi chân. Chim lấy đâu mà lấy? Đổ tội cho chim kìa. Chim lấy quả chuối của con rồi á. Chim, chim. Tìm ở trên chỗ cầu trượt kìa. Cẩn thận ông trượt ngã con. Ôi chị mới chơi bên đây à? Đang ở bên kia chơi á. Cái đó chưa gặp đến thân lắm. À thế à? Người đó thì nó sẽ lên cao lắm. Phải cao mới được. Phải cao mới làm được. Mẹ đấy. Trượt đi. Sao đẩy chị thế con? Không đẩy chị đâu. Ồ không. Mẹ ơi, em làm sao chứ? Em về đâu chọn. Rồi em dậy em đi. Chị đâu rồi? Con trượt xuống, con trượt xuống chơi với chị. Đó, nó trượt xuống rồi, đi xuống rồi. Yeah.
Loại nào mà nó ngây nhục như này không? Đấy, con thế nào? À, cái gì? Đi về thôi, muộn rồi. Bố chơi được không? Thôi cho nó chạy lúc đi, cho mấy khi nó thích chạy như này. Sợ thật đấy. Em mỏi chân kinh khủng luôn. Lâu rồi không đi. Rồi. Ôi. Ô tủ điện, ở đấy có xuống ấy. Đâu chơi nhỉ? Là công viên chơi. Công viên lấy cho đi. Công viên đi thôn chơi. Cái này là hồng đường.